Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Công nghiệp quốc phòng Nga đang lên đời cho hàng loạt bom lượn điều khiển FAB 1500M54, một trong những loại bom thông thường mạnh nhất trên thế giới hiện nay. Người ta nghi ngờ rằng đằng sau việc Ukraine tuyên bố liên tiếp bắn rơi 15 máy bay chiến đấu, trong đó có 11 máy bay tiêm kích ném bom Su-34 của Nga là do đã mạo hiểm bố trí một số lượng nhỏ hệ thống phòng không tầm xa như tên lửa Patriot để phục kích và chờ cơ hội bắn hạ các chiến đấu cơ của Nga ở khu vực tiền tuyến. Nhờ vậy, phòng không Ukraine đã bắn hạ được máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không A-50, nhưng chưa thể ngăn chặn hoàn toàn lực lượng máy bay chiến thuật Nga thả bom dẫn đường xuống khu vực mặt trận rộng lớn. Hiện nay, chỉ có một số ít hệ thống phòng không tầm xa có thể đe dọa Su-34, còn các hệ thống phòng không giã chiến tầm trung và tầm ngắn của Ukraine không thể làm gì được chúng vì khoảng cách quá xa. Đây là một lợi thế vượt trội khác của Nga trong cuộc xung đột này. Để chống lại các mối đe dọa từ bom lượn của Nga, Ukraine có thể chỉ giải quyết được bài toán này dù chỉ một phần khi tiêm kích F-16 tham chiến. Trong tiền lệ, cả không quân Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ từng sử dụng tiêm kích F-16 để phục kích trên không và bất ngờ phóng tên lửa tầm trung AIM-120, bắn hạ máy bay chiến đấu của Ấn Độ và của cả Nga lẫn Syria. Tuy nhiên, có hai điều kiện quan trọng để không quân Pakistan và không quân Thổ Nhĩ Kỳ có thể tiến hành rình dập trên không là. Thứ nhất, họ có sự hỗ trợ của máy bay cảnh báo sớm. Thứ hai, họ dựa vào địa hình đồi núi phức tạp để lập vùng chờ ẩn nấp kỹ cho tới khi có tham số mục tiêu mới đột ngột xuất hiện và phóng tên lửa. Liệu không quân Ukraine có thể đạt được kết quả tương tự sau khi nhận được tiêm kích F-16 hay không? Tại thời điểm này, khó có thể đưa ra bất cứ kết luận nào. Cũng liên quan tới tình hình ở Ukraine vừa qua, Nick trích dẫn tuyên bố của Dịch vụ Báo chí của Cơ quan An ninh Ukraine SBU cho biết, vừa bắt giữ một gián điệp là quân nhân tại ngũ của quân đội Ukraine. Người này định cho chất độc vào nước tắm của các chỉ huy đơn vị chiến đấu ở Zaporizhia. Các nhân viên của Cơ quan An ninh Ukraine đã vạch trần mối liên hệ của quân nhân này với cơ quan đặc biệt của Nga và ngăn cản người này thực hiện kế hoạch. Theo cơ quan an ninh Ukraine, viên quân nhân làm gián điệp cho Nga cũng đang thực hiện nhiệm vụ do thám cho Moscow, những nơi triển khai và di chuyển của các đơn vị quân đội Ukraine. Theo điều tra, nghi phạm được Nga tuyển dụng thông qua bố mẹ của anh, những người sống ở khu vực do Nga kiểm soát vùng Lugang. Bố mẹ của nghi phạm được cho là đã bị chính quyền Nga yêu cầu phải thuyết phục con trai làm việc cho họ. Theo Reuters, ngày 12 tháng 3, nhóm vũ trang thân Ukraine, quân đoàn tự do Nga FRL đã tuyên bố kiểm soát hoàn toàn làng Tekskino ở tỉnh Kursk. Nhóm này sau đó cũng đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh binh sĩ Nga rút lui trên một cánh đồng trong khu vực. Ông Alexei Barasnovsky, phát ngôn viên của RFL cho biết, chúng tôi đã kiểm soát hoàn toàn làng Tekkino. Với sự hỗ trợ của xe tăng và xe bọc thép, chúng tôi đã đột kích thành công vào biên giới Nga. Đối thủ đã rút lui và để lại nhiều loại khí tài hạng nặng đây mới chỉ là ngày đầu tiên của kế hoạch, vẫn còn nhiều điều thú vị ở phía trước. Trong thông báo của mình, RFL tiết lộ rằng cuộc đột kích ở Kursk được thực hiện cùng với quân đoàn tình nguyện Nga và tiểu đoàn Siberia đã có một xe bọc thép của Nga bị phá hủy trong cuộc tập kích. Ông Baranovsky nói thêm, chúng tôi đang muốn phân tán sự chú ý của Nga, buộc họ phải triển khai quân dự bị tới các khu vực biên giới, qua đó giảm bớt sức ép cho quân đội Ukraine ở miền Đông. Ngay sau thông tin trên, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video quân nhân nước này tại Tekino, bác tuyên bố kiểm soát ngôi làng biên giới mà dân quân thân Ukraine đưa ra. Bộ Quốc phòng Nga ngày 12 tháng 3 cho biết, về tình hình ở làng Tekino thuộc tỉnh Kurs, cuộc sống yên bình vẫn tiếp tục ở ngôi làng. Các cửa hàng, cơ quan và hệ thống giao thông công cộng hoạt động mà không bị hạn chế. Người dân địa phương nói rằng mọi thứ trên đường phố đều bình yên. Trong video cho thấy chỉ huy một đại đội đổ bộ đường không đứng phát biểu gần đài tưởng niệm ở Tekino, cảnh người dân đi lại trên các tuyến đường và khu vực bên ngoài tòa nhà cơ quan hành chính của ngôi làng. Đề cập đến vụ tấn công của các nhóm dân quân thân Ukraine nhắm vào tỉnh Cớt, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này cùng các đơn vị biên phòng thuộc Cơ quan An ninh Liên bang FSB đã ngăn chặn hoạt động nói trên. Cơ quan này khẳng định biên giới đất nước không bị xâm phạm. FRR là nhóm những người Nga phản đối điện Kremlin và ủng hộ Ukraine. Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin FRR kiểm soát làng Tekino. Ngôi làng này nằm giáp tỉnh Sumy của Ukraine, có diện tích khoảng 8 km vuông và dân số hơn 3.800 người. Tại Bengorod, dân quân thân Ukraine tiến theo ba hướng với xe tăng và thiết giáp yểm trợ. Các quân nhân Nga đẩy lùi mọi đợt tiến công. Bộ Quốc phòng Nga cho biết 60 tay súng thân Ukraine bị hạ, 5 xe tăng và một thiết giáp bị phá hủy. Andriy Yusov, phát ngôn viên tình báo quân đội Ukraine GUR khẳng định, các nhóm dân quân như FRR và binh đoàn tình nguyện Nga RCV không hoạt động theo lệnh của Kiev khi mở các đợt tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga. Ông Isov nói rằng các vụ tấn công này cho thấy Nga một lần nữa không kiểm soát được tình hình ở nước này. FRL và RCV giữa năm ngoái mở các đợt tấn công nhằm vào tỉnh Bengorov, kiểm soát một số khu dân cư rồi rút lui sau khi bị lực lượng Nga đáp trả. Truyền thông Nga nhận định những vụ tấn công qua biên giới gần đây là nỗ lực gây hoảng loạn tại Nga, làm mất uy tín giới chỉ huy quân đội và lãnh đạo chính trị, cũng như làm gián đoạn hoạt động chuẩn bị bầu cử tổng thống giới chuyên gia phương tây cho rằng các đợt pháo kích qua biên giới và xâm nhập lãnh thổ nga khiến nước này phải phân tán lực lượng để đối phó họ cũng nhận định an ninh tại các vùng biên giới của nga suy giảm nguy cơ khiến nước này tiêu tốn nhiều nguồn lực để vá lỗ hỏng tuy nhiên một số chuyên gia nhận định những vụ tập kích qua biên giới bất thành có thể mang lại lợi ích cho nga trong xung đột thông tin việc ca ngợi nỗ lực ngăn chặn thành công kế hoạch phá hoại do ukraine và phương tây hậu thuẫn có thể khiến công chúng nga đoàn kết và ủng hộ kế hoạch của nước này Ngày 11 tháng 3, Chỉ huy Dmytro Rykovy, đồng thời là người phát ngôn lực lượng tác chiến Tapria của Ukraine ở phía đông cho hay, các lực lượng của Nga có phần chủ động hơn quanh khu vực Novo-Mikhailivka, phía nam làng Marinka do Nga kiểm soát. Theo ông Rykovy, Nga cũng tăng cường hoạt động quanh các ngôi làng ở tây nam Novo-Mikhailivka, Người phát ngôn lữ đoàn tấn công trên 079 của Ukraine cũng nhận định với New Week ngày 11 tháng 3 rằng giao tranh đang rất ác liệt và khó khăn quanh Novo Mikhailivka và Iaroslavchepuni. Nga đang tấn công các vị trí của Ukraine bằng cả bộ binh và các phương tiện bọc thép. Quân đội Ukraine trước đó cho biết lực lượng của nước này đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga ở Novo Mikhailivka cũng như các khu vực Krasnohorivka và Helshivka gần đó, Kiev ghi nhận 25 cuộc tấn công của Nga trên khu vực này trong ngày hôm qua. Ông Rykov nói đối phương muốn tiến công và tiếp tục gia tăng sức ép lên các ngôi làng ở Novo Mikhailivka, Helhivka và gần thành phố Krasnohorivka. Bộ Quốc phòng Nga ngày 11 tháng 3 cho biết nước này đã đẩy lùi cuộc tấn công của lữ đoàn tấn công trên 079 quanh Novo Mikhailivka và khiến các lực lượng của Ukraine tổn thất tới 180 binh lính. Kiev đầu tháng này cho biết Nga đang tập trung các nguồn lực quanh Novo Mikhailivka. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ, một đoạn video được công bố cùng thời điểm cho thấy các lực lượng của Nga đã tiến công vào Novo Mikhailivka. Nga đã tập trung nguồn lực tại các phòng tuyến của Ukraine gần thành phố Donetsk trong nhiều tháng. Vào giữa tháng 2 năm 2024, các lực lượng của Ukraine rút khỏi thị trấn chiến lược Adipka về phía tây bắc của thành phố trong khi các lực lượng của Nga tiếp tục tiến về phía tây trong những tuần sau đó. Nga cũng liên tục tấn công khu vực Tây Nam thành phố Donetsk và kiểm soát được làng Marinka vào tháng 12 năm 2023. Moscow cũng tiến hành kế hoạch tấn công đa trục gần các thành phố ở Đông Bắc gồm Svato, Kresmina và Kubian, một trung tâm đường sắt quan trọng. Nga đang đạt được một số thành quả tại khu vực này trên tiền tuyến. Chỉ huy lữ đoàn 13 của Ukraine thừa nhận trên New Week vào cuối tháng 2 năm 2024. Khi Nga ngày càng đẩy lùi phòng tuyến của Ukraine, nhiều binh sĩ và cư dân sống gần vùng giao tranh lo lắng về những gì sắp tới. Một chiếc xe tăng T-64 Ukraine ẩn mình sau chiến hào ở ngoại ô thành phố Chasipia, thuộc tỉnh Donetsk, nơi lực lượng Nga đang tìm cách tấn công làng Ivansnipke gần đó. Tuy nhiên, trong suốt 72 giờ, khẩu pháo trên chiếc T-64 không khai hỏa phát nào bởi thiếu đạn nghiêm trọng. Các binh sĩ Ukraine cho biết họ phải chờ lệnh cấp trên mới được khai hỏa tình trạng thiếu đạn đang đe dọa nhiều đơn vị khác trên chiến trường iaroslav chỉ huy đơn vị xe tăng cho biết anh hiểu rằng các chính trị gia phương tây cuộc chiến ở ukraine là điều gì đó rất xa vời anh nói song cuộc chiến này đang diễn ra ở đất nước tôi chúng tôi cần vũ khí kẻ thù đã mạnh hơn rất nhiều nếu không có sự giúp đỡ của họ chúng tôi không thể tồn tại như một quốc gia độc lập chúng tôi sẽ bị phá hủy Máy bay không người lái UAV Lancet của Nga liên tục tập kích các vị trí của đơn vị Iaroslav suốt những tuần gần đây. Iaroslav không dám lạc quan về những gì có thể xảy ra nếu gói viện trợ quân sự trị giá 60 tỷ đô la Mỹ của Mỹ không thể đến Ukraine. Anh nói, tôi nghĩ tất cả chúng tôi sẽ chết, tất cả những người có mặt ở đây sẽ không còn nữa. Lực lượng Nga sẽ tiến vào châu Âu. Theo đoạn video được công bố trên mạng xã hội Nga, hai máy bay không người lái UAV Lancet đã đâm vào hai con tàu của Ukraine. Một trong số đó là tàu tuần tra 40 PB, 40 feet Defiant, do Mỹ cung cấp cho Ukraine và chiếc còn lại là tàu đổ bộ Svatovo L-434 thuộc dự án 1176 Akula. Theo các nhà phân tích quân sự, một chiếc thuyền như vậy không thể bị đánh chìm chỉ bằng một đòn tấn công của UAV Lancet Tuy nhiên, quan sát từ đoạn video có thể thấy, khu vực điều khiển của con tàu đã bị hư hại nghiêm trọng và rất khó để khôi phục. Được biết đây không phải là lần đầu tiên UAV Lancet tấn công tàu Ukraine ở cửa sông Berezansky. vào tháng 12 năm ngoái tại khu vực Chernomorsky, máy bay không người lái của Nga đã bắn trúng tàu bọc thép Gilja-M thuộc dự án 58155 của Hải quân Ukraine. Ngoài ra, Nga đã sử dụng UAV Lancet để phá hủy các hệ thống vũ khí do phương Tây cung cấp cho Ukraine như xe tăng Leopard 2A6, pháo tự hành KSA, hệ thống tên lửa phòng không tầm trung IRIS-T, SLM, máy bay MiG-29 và Su-25 của không quân Ukraine. Lancet là một trong những UAV lợi hại nhất của Nga do Jala Aero Group, một doanh nghiệp quốc phòng có trụ sở tại Izhevsk, Nga, phát triển. UAV này có khả năng tấn công các mục tiêu của đối phương ở khoảng cách vài chục km. UAV có hai biến thể: Lancet 3 và Lancet 1. Lancet 3 nặng 12 kg, tầm bay tối đa 40 đến 70 km, thời gian bay liên tục 60 phút, tốc độ hành trình 80 đến 110 km/h, tải trọng từ 3 đến 5 kg. Còn Lancet 1 là phiên bản thu nhỏ với trọng lượng cất cánh chỉ 5 kg, tải trọng 1 kg, tầm bay 4 km. Khi nhận lệnh tiêu diệt mục tiêu, UAV này sẽ lấy độ cao và đâm thẳng vào mục tiêu với vận tốc cực đại là 300 km h Điều này đồng nghĩa với việc Lancet có thể dễ dàng tiêu diệt hỏa lực đối phương, bao gồm các phương tiện bọc thép, trận địa pháo và súng cối. Năm 2023, Nga đã cho ra mắt phiên bản tiên tiến của UAV Lancet, có thể né tránh hệ thống chống tăng và chống UAV của Ukraine. Ở chiều đối diện, Ukraine chuẩn bị nhận 6 máy bay chiến đấu F-16 trong số 45 chiếc được các đồng minh phương Tây cam kết viện trợ vào mùa hè này. Tờ The New York Times hôm 11 tháng 3 đưa tin, cho đến nay, 12 phi công được cho là sẵn sàng điều khiển F-16 sau 10 tháng huấn luyện ở Đan Mạch, Vương quốc Anh và Mỹ. Tuy nhiên, vào thời điểm các phi công quay trở về, có 6 chiếc F-16 sẽ được giao trong số khoảng 45 máy bay chiến đấu mà các đồng minh phương Tây đã hứa. Theo ấn phẩm này, Thời điểm bắt đầu đào tạo phi công Ukraine tại căn cứ không quân FETETI của Romani vẫn chưa được xác định, và sự chậm chế này có thể sẽ ảnh hưởng quá trình ban giao máy bay chiến đấu F-16. Ngoài ra, tờ báo cũng lưu ý rằng thời điểm các quốc gia gửi máy bay chiến đấu đến Ukraine vẫn chưa rõ ràng. Theo tờ The New York Times, các căn cứ không quân Ukraine dự định tiếp nhận F-16 có thể sẽ trở thành mục tiêu ưu tiên của lực lượng hàng không vũ trụ và phòng không Nga. Đồng thời, việc chiến đấu cơ F-16 hoạt động ở Ukraine sẽ khó có thể mang đến sự thay đổi trên chiến trường trong thời ngắn. Nga đã tăng cường triển khai sự hỗ trợ trên không để kiểm soát các vùng lãnh thổ ở phía đông trong những tuần gần đây bằng cách sử dụng máy bay chiến đấu để thả bom lượn từ xa. Ukraine cũng đang rất cần thêm vũ khí, dù là bất kỳ loại nào giữa bối cảnh nước này cạn kiệt đạn pháo, trong khi gói hỗ trợ mới của Mỹ vẫn bế tắc tại Quốc hội.